Xin chào chị em, hôm nay em demo lắp đặt và test chiếc máy dông kiềm của hãng OSG. Tức là máy này người ta gọi là Human Water. Chiếc máy này là model 303LMW gì đó. À, nội địa Nhật Bản chị nhá. Chiếc máy này chiếc máy âm âm bồn nhá. Thế anh chị mua máy về thì nó sẽ tất cả mọi thứ, máy này, lọc này, dây dở nó sẽ ở dưới cái chậu rửa của anh chị. Còn đâu ở trên cái bàn chậu rửa lavabo này thì nó chỉ có một cái vòi duy nhất như này thôi. Tất cả bàn điều khiển, phím điều khiển nó đều nằm ở đây hết này anh chị, nó khá là gọn nhé. Nó không như các dòng máy khác là nó sẽ để máy ở trên cái mặt bàn này. Riêng chiếc máy này nó sẽ để âm đó, máy và thân máy nó sẽ nằm bên dưới này. Rất gọn thì nhé, nhìn trông khá là bắt mắt và nó khá là thẩm mỹ. Thì chiếc máy này thì hôm nay em đây em hôm nay đầu tư cả cái chậu rửa lắp để mua cái máy âm tường cho anh chị em xem. Thì đây anh chị sẽ thấy cơ bản là mình sẽ cấp cái đường nước vào cho nó này. Đây là đường nước cấp này, thì cái này là em sẽ chuẩn bị hết anh chị rồi. Đường nước cấp và đây là cái lõi lọc của máy này. Đây là cái máy này. Đây là cái hộc bỏ canxi này. Đây đường nước vào và đường nước ra. Trước tiên là nước cấp nó sẽ chảy vào đây, để theo dây hộc bạc nó chảy vào đây. Sau đó nó sẽ ra cái đường này. À, nó ra cái dây này. Nó chảy vào cái lõi lọc là in. Sau đó nó sẽ ra cái đường này, nó chảy vào đây. Xuống đây và nó điện phân xong nó sẽ chảy ra hai cái nó sẽ chảy ra một cái dây nước kiềm đây, mà đây là dây nước thải nhé. Nói chung là bên em sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết để lắp đặt cái chiếc máy này sau. Đấy, tạm thời cơ bản anh chị sẽ thấy là mình sẽ lắp đặt, nó sẽ khi mà anh chị lắp đặt xong thì nó sẽ âm âm ở bên dưới chậu rửa như này, và ở bên trên này nó chỉ có một cái vòi duy nhất như vậy thôi. Bây giờ sẽ test thử chiếc máy cho anh chị em xem nhé. Chiếc máy này thì sở hữu 5 tấm điện cực, lõi lọc 12.000 lít, vòi nó sẽ nổi ở bên trên như vậy, chỉ có duy nhất chiếc vòi thôi, rất là đẹp. Đây là nút tắt mở nước này. Và chiếc máy rất hay, anh chị không phải dùng cái khóa nhé. Bình thường mà những máy ion kiềm á, anh chị phải dùng cái khóa như này, khóa mở nước. Còn riêng chiếc máy này thì nó sẽ khóa tự động khi chị tắt mở. Mức kiềm nó là nó sẽ có 3 mức, mức kiềm có 3 mức này, 4 mức. Thứ nhất là mức nhẹ này, mức trung bình này và mức mức kiềm mạnh. Nó sẽ có 3 mức này. Đó. Và đây là mức nước axit, axit 5.5. À, nước axit 5.5 này mình sẽ dùng để rửa mặt thì nhé. Còn đây là nước có màu xanh xanh như vậy thì nó sẽ là màu xanh lá cây như vậy này. Thì nó sẽ là nước trung tính, lúc này thì anh chị pha sữa ống thuốc. Thì em quay chiếc này ra đây cho nó anh chị nhìn rõ hơn. Và trên trên cái màn hình này thì anh chị sẽ thấy như một số thông số như sau. Nó có tít 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 âm nhạc này, nó có cái vạch hiển thị lõi lọc này. Và khi chị mở nước thì nó sẽ có độ hiển thị tốc độ nước ở đây này. Đây lúc tắt mở nhé. Đây bây giờ em sẽ nhấn tắt mở cho anh chị xem này. Cái này nó có cả tăng cường độ pH nhé. Đây nước trung tính, đây nước kiềm, cái này khoảng 8.5 này. Cái này là khoảng 9.0 này, 9.5 này. À, và khi chị nhấn đến 9.5 thì chị nhấn nhấn nút này nhìn giữ khoảng 5 giây thì nó sẽ ra khoảng trên 10 chấm nhé. Đó. Là anh chị sẽ thấy nó sẽ hiển thị cái màn hình nó sẽ màu nó hơi tím tím. Nhưng mà nó hiển số 3.5 này đó, đó. Là anh chị đây là mình sẽ lấy tức là chức năng turbo, turbo tức là tăng cường điện phân nhé. Turbo nó sẽ ra độ khoảng nước có độ pH khoảng 10 chấm đến 10.5 tùy từng chất lượng nước đổ vào. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho anh chị xem là nó sẽ điện phân như nào nhé, test chiếc máy luôn. Còn nếu anh chị muốn hết chức năng turbo này thì mình sẽ nhấn và giữ 5 giây, nó sẽ trở về chế độ bình thường, nó không còn chức năng tăng cường nữa. Rồi bây giờ sẽ test lần lượt các loại nước của chiếc máy tạo ra. Đây bắt đầu em sẽ thử chế độ đầu tiên nhé. Mình sẽ chọn về nước axit có độ pH khoảng 5.5 đến 6.0.
Đây nhìn chỉ hơi bóng nhưng nó sẽ có màu tím như vậy này. Đây khi đây là tại vì nó có ánh sáng ấy. Đây, nếu mà anh chị nhìn đúng nhìn thực tế nó sẽ có màu hơi hồng hồng tím tím như vậy nhá. Đây là nước mang tính axit nhẹ để dùng để rửa mặt làm đẹp. Và anh chị khi chị chọn chế độ này rồi thì mình có thể mình bật nút lên. Nút này là nút tắt tắt mở nước này. Đây là cái vòi thải anh nhá. Vòi thải anh chị có thể quanh quay độ khoảng góc 50 độ được. Nói chung là đây quay như vậy được này. Và đây là cái vòi bên trên này mình lấy nước dùng thì mình sẽ cũng quay được nhé. Này. Còn chi tiết lắp cái này như nào thì em sẽ làm một cái video riêng để em hướng dẫn chị lắp chi tiết cái phần này. Đây rồi, bây giờ em sẽ chỉnh cái vòi này nó sẽ về vị trí này. Ở đây là cái vòi thải này. Rồi bây giờ em sẽ mở nước này, lấy chế độ 5.5 trước này. Đây chuẩn bị một ít ly và một cái chai dung dịch thử độ pH của nước này. Rồi bên em sẽ mở nước nhé, mình nhấn đây. Đó, mở nước chị thấy là nó sẽ tự nó chạy này. Nó sẽ hiển thị tốc độ nước trên 1 phút này. Tốc độ nước hiện tại là đang là ghi trên này là 1,8 lít trên 1 phút thì nhé. Màn hình hơi xa đây, có thể chị nhìn hơi khó. Và khi chị tắt nước này thì nó hết này. Đây này. Đó, khi chị nhấn nút tắt này này. À, tự động máy nó sẽ khóa. Gần như tất cả các loại máy này anh chị sẽ phải làm thủ công. Anh chị phải khóa mở cái vòi này. Khi nào anh chị lấy thì không mở, khi nào anh chị không dùng nữa thì anh chị sẽ khóa lại. Còn chiếc máy này anh chị nhấn nó là van điện tử hết rồi nhá. Mình chỉ được nhấn và mở đâu là nó sẽ ok. Rồi, bây giờ em sẽ chọn về chế độ axit lại, em lấy lại cho anh chị xem này. Và khi chị mở lấy nước axit nhẹ, nước có độ pH khoảng 5.5-6.0 thì mình sẽ nó sẽ ra nước và cái nước này mình sẽ dùng để rửa mặt nhé, có thể là dùng để gội đầu cũng khá là tốt. Và khi anh chị lấy cái nước có độ pH 5.5 để rửa mặt thì cái đường nước thải ra nó sẽ có độ pH khoảng đâu đó, nó sẽ khoảng 10.0 đến 10.5 mình nhé. Đây là nước thải nước rửa mặt này. Cái nước thải nước rửa mặt này, nước thải hay nước ở trên này nó đều là nước sạch, nó chỉ khác nhau về độ pH, khác nhau về chỉ số chống oxy hóa, khác nhau về hydro thế thôi, chứ nó không có, chứ tất cả nó đều là nước sạch nhé, tại vì nó đã qua nói lọc rồi. Tiếp theo sẽ chuyển sang chiếc máy này, khi anh chị muốn lấy cái nước khác, lấy các loại nước khác ấy, thì mình sẽ phải dừng lại, mình nhấn dừng lại. Sau đó mình mới lấy được cái loại nước khác. Thì khi chị nhấn dừng lại thì mặc định nó sẽ trở về chế độ nước kiềm. Nó sẽ tức là nó sẽ chống chị, nó sẽ phòng ngừa khi mà mình người già hoặc trẻ em ấy thường lấy nhầm nước để uống. Đây là cái này chức năng này, nó sẽ chống lấy nhầm nước nhá. Và đây chúng ta bắt đầu nãy là mình lấy nước trung nước axit rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn lấy nước trung tính, nước trung tính thì sẽ có độ pH khoảng đâu đó 7.0 đến 7.5 gì đó. Nói chung là nước trung tính là nước không qua điện phân, nó sẽ phụ thuộc vào nước cấp đầu vào nhé. Đây. Và nước trung tính nó sẽ có màu hơi xanh lá cây như vậy nhé. Mở ra nhìn hơi khó, nó có ánh sáng này. Nó sẽ màu xanh lá cây. Và khi chị muốn lấy nước thì này bắt đầu chị bấm đây, mình mở ra là xong. Bắt đầu nước chảy ra. Thì mình sẽ dùng cái ly, mình sẽ thử độ pH của nước thôi. Mình sẽ lấy thử nước trung tính này. Nước trung tính này mình sẽ dùng để pha sữa và uống thuốc tây chị nhé. Tiếp theo là anh chị sẽ tắt đi và anh chị nhấn sang lấy nước kiềm. Lấy nước kiềm thì đầu tiên em sẽ cho anh chị lấy nước kiềm có độ pH là nhẹ nhất là khoảng 8.5 nhé. Nước kiềm chị sẽ thấy nó có màu hơi màu xanh da trời. Và anh chị muốn lấy nước kiềm thì chị chỉ việc lại bắt đầu mình nhấn cái nút bật mở nước này lên, nó sẽ tự nó chạy.
Đây, nước kiềm có độ pH 8.5. Anh chị lưu ý giúp em là khi chị lấy nước kiềm ấy, thì cái đường nước thải ra nó sẽ có mang tính axit. Tổng độ pH nó khoảng đâu đó tầm 14 ấy chị nhé. Dù nước kiềm đầu ra này nó 8.5 thì đầu kia nó khoảng 5.5 gì đó. Thì nước mang tính axit như vậy thì mình có thể mình hứng lại, có thể mình dùng để lau rửa nhà cửa hoặc là làm gì đó cũng được. Còn nói chung là mình không nên uống cái nước đó. Mặc dù là nước sạch nhưng mà nó mang tính axit. Mang tính axit thì uống nó sẽ không có tốt cho cơ thể. Đây là nước kiềm có độ pH khoảng đâu đó 8.5 nhé, mức thấp nhất của chiếc máy này. Mình sẽ phải sắp xếp lại cho nó, tại nó ra nhiều loại nước đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy nước có độ pH trung tính. Nước có độ pH 8.5 này mình dùng để uống làm quen. Với những người mà chưa bao giờ uống nước ion kiềm bao giờ thì mình sẽ uống làm quen nước có độ pH 8.5 trước. Sau khi chúng ta uống 1 đến 2 tuần làm quen xong, mình sẽ chuyển sang uống nước có độ pH khoảng 9.0, tức là mức số 2, mức ở giữa, cái đèn ở giữa này. Nước có độ pH 9.0 này mình dùng để uống và đồng thời mình sẽ dùng để nấu cơm và nấu canh. Sau khi chúng ta uống làm quen 1 2 tuần tiếp theo ở mức nước 9.0 này, mình sẽ chuyển sang uống nước có độ pH 9.5. Là mức số 3, mức cuối cùng đây. Và mức nước số 3 này, nước có độ pH 9.5 mình sẽ dùng để uống hàng ngày, uống thường xuyên nhé. Và nó có một cái chức năng, nó là turbo. Turbo tức là tăng cường. Tăng cường cho nó điện phân, cho nó mạnh hơn. Thì mình sẽ phải nhấn như này, từ đầu video đã nói với chị là mình sẽ nhấn và giữ khoảng đâu đó 5 giây. Thì nó sẽ turbo, tức là nó sẽ tăng cường để phân mạnh cho mình. Đây mình nhấn nút này, giữ 5 giây này. À, trước khi mình nhấn turbo thì mình sẽ phải tắt đi đã. Phải tắt đi nhé. Đó, tức là mình muốn nhấn tăng cường để phân là mình phải tắt đi, xong bắt đầu mình mới nhấn được. Đây anh chị nhấn và giữ 5 giây này. Đó, khi 5 giây thì chị sẽ thấy, nhìn thấy cái màn hình nó sẽ sang màu hơi tím tím gì không? Nó sẽ màu hơi màu xanh tím này. Rồi bây giờ nó hiện số 3.5. Và bây giờ mình sẽ nhấn mở nước ra. Rồi đây là một cái khóa này, đây là khóa tắt mở nước này. Và khi chị nhấn mở nước này xong thì mình sẽ xem nước có độ pH này nó sẽ ra. Đây, nước có độ pH này nó sẽ ra khoảng đâu đó 10.0 đến 10.5 chị nhé. Nước trong khoảng 10.0 đến 10.5. Rồi bây giờ em sẽ tạm thời khóa nước để em lấy một cái ly để em cho anh chị xem hydrogen trong cái máy là có nhiều hay không. Đây em sẽ mở nước, em lấy nước khoảng 10.0 đến 10.5 này. Để em cho anh chị xem, mình sẽ lấy một cái ly thủy tinh bình thường, mình sẽ dùng cái đèn chiếu này mình sẽ nhìn rõ hơn nhé. Thì đây chị sẽ nhìn thấy nước nó rất nhiều hydro bên trong này nhá. Hydro nó rất là mịn. Hydrogen này rất tốt cho sức khỏe nhá. Mình có thể tìm hiểu thêm về nước mang tính hydrogen này trên các kênh YouTube hoặc kênh Google, mình sẽ thấy rất là rõ. Rồi, bây giờ em sẽ tắt nước đi và em sẽ thử cho anh chị cái độ pH của mấy cái ly nước mình vừa lấy từ chiếc máy ra nhé. Mình sẽ dùng một cái chai nước thử pH, đó là cái chai, nó chính là cái dung dịch quỳ tím ấy chị ạ. Đó, nước thử pH này. Đầu tiên đây là cái đây là cái ly nước mang tính axit, nước rửa mặt này. Nó sẽ có màu rất hơi cam cam này, thấy không? Và cái ly này là cái ly nước thải nước rửa mặt nhé. Nước thải nước rửa mặt nó sẽ ra độ kiềm rất là cao.
Và đây là nước trung tính này, đây là nước 8.5 này, 9.0 này, 9.5 này, và đây là nước có độ pH khoảng tầm 10 chấm đến 10.5. À, tức là cái nước này là cái nước mình đã lấy khi mình nhấn turbo lên để nó sẽ lên cái nước này. Thì đây anh chị sẽ thấy em test nước này thì nó ra rất là tốt, nó ra rất là chuẩn luôn. Đó, đây là khoảng 10 chấm này. Đây khoảng 9 10 chấm hơn, 10 chấm đến 10 chấm hơn nhá. 9.5, 9 chấm 8.5 trung tính. Acid 5.5 đến 6.0. Cái này là nước có độ pH khoảng 10.5 gì đó. Cái nước thải nước rửa mặt nó sẽ là nước có độ pH cao nhất, nó rất tím luôn. Em sẽ lấy cái này em phóng lên cho anh chị xem này. Đó thì anh chị đã thấy, em thấy em test chiếc máy nó ra rất là ok gì nhá, tất cả mọi thứ ok hết. Test rất chuẩn luôn. Hero nhiều. Máy rất là gọn, tại vì tất cả nó để âm tường bên âm bồn và âm bồn bên dưới hết, và cái vòi bên trên nó khá là gọn gàng. Còn cái vòi này là cái vòi em lắp sẵn để em demo cho những chiếc máy khác nó cần dùng chứ cái vòi này. Đó, những chiếc máy mà âm tường như này thì nó không, tức là nó khá ít khi nào mình về được chiếc máy âm bồn như này nhé. Đa số về là thường thường là chiếc máy để trên này này, chứ ít cái chiếc máy nào nó để cái vòi, chỉ có một chiếc vòi này không đâu. Rồi, bây giờ em đã giới thiệu anh chị cơ bản về chiếc máy lọc nước Yêm Kiềm của hãng OSG. Hãng này là hãng Human này nhé, hàng nội địa Nhật Bản. Con này model của nó em đọc này, NDX-303LMW. Đây là model của chiếc máy này nhé, sản xuất năm 2011. Chiếc máy này nó đắt hơn cả cái model mới nhất của nó, hình như là 501LW gì đó. Nó đắt hơn cả chiếc máy nó không bây giờ. Nó mặc dù nó là phiên bản cũ hơn nhưng nó đắt hơn. Tại vì nó có, em nghĩ là thứ nhất là về thiết kế của nó thì mình không nói chuyện gì rồi. Chiếc máy đời mới giờ nó hình như là không có chức năng khóa tự động nước như vậy, tức là mình vẫn phải dùng vòi khóa như vậy. Còn chiếc máy này thì nó lại có chức năng khóa mở nước tự động nhé. Đây, rồi đây em nhấn này, nhấn cho nó hết turbo đi. Đó, hết turbo nó sẽ về màn hình cái màu nó khác hơn, thấy không? Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Chiếc máy này em đang bán với giá trên dưới 30 triệu nhé. Nó sẽ tùy thuộc vào anh chị lấy lõi mới hay không lõi mới, hoặc là lấy phụ kiện hay không lấy phụ kiện, và bảo hành nó thời gian bao lâu. Nhưng cơ bản em sẽ bảo hành cho anh chị tối thiểu khoảng 6 tháng. Là giá 30 triệu và 6 tháng thì nhé. Đó là máy và mà lõi lọc cũ theo máy. Còn nếu anh chị mà lấy phụ kiện đổi nguồn thì giá nó khoảng đâu đó 1,5 triệu nữa. Còn cái nếu mà lấy lõi lọc mới, lõi lọc mới này khá đắt, lọc mới này về đến Việt Nam nó khoảng tầm gần 5 triệu. Đó, nên anh chị lấy cái gì em cho tính tiền cái đó thì nhá. Còn cơ bản thì mình sẽ dùng chiếc máy này, mình dùng hết cái lõi lọc này thì mình sẽ dùng lọc mới cũng được. Hoặc là anh chị có thể là cung cấp nước sạch cho nó, tức là mình sẽ xử lý nước sạch trước, sau đó mình cấp vào chiếc máy này, thì khi đó mình cũng không nhất thiết mình phải thay lõi lọc gì nhé. Nhưng mà nếu có điều kiện thì mình thay lõi lọc được thì rất là tốt. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.